Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây trọn bộ linh kiện của điện thoại Lenovo K5 Plus mã A6020A46 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Và đây là phần trọn bộ màn hình của Lenovo K5 Plus. Đó. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình của K5 Plus bị hỏng do rơi va đập không lên màn hình chập chờn cũng được cũng không. Quý hàng vui lòng truy cập website www.di động cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại xin lỗi các bạn hoặc đến trực tiếp các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lenovo K5 Plus hàng đầu hiện nay. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả những linh kiện của điện thoại K5 Plus nói chung và màn hình cảm ứng của Lenovo K5 Plus nói riêng phục vụ quý khách hàng khi cần. Đó, rất là đơn giản này thôi. Đây là cáp màn hình của máy, thay thế rất là đơn giản, an toàn và tiện lợi. Đó, rất là đơn giản này thôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình của Lenovo K5 Plus tại di động cao cấp.vn. Khi quý hàng có nhu cầu thay mới màn hình K5 Plus, xin vui lòng liên hệ 04 66 75099, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn.